miếng ăn tới tận miệng rồi mà còn bị mất nữa. Sao dạo này hết chuyện này tới chuyện khác? Có khi nào bên mình có tay trong không? Con Quý nó sắp vô Sài Gòn rồi đó, số nó phải lấy chồng nghèo. Thương yêu nó, phải giữ gìn cho nó nghe con. Vậy thôi, nhà Giang gì kỳ vậy? Thiếu có 500 ngàn đồng bạc à, mà để cho người ta đòi 5 lần 7 lượt không trả. Dạ, hôm nay anh Long bận đi học. Chủ quán này là đàn ông hay là phụ nữ vậy? Kêu chủ quán ra đây cho nhìn cái coi.